Israel không kích hết Bolat. Các nhà ngoại giao cấp cao của hơn 70 quốc gia thăm diễn đàn triển lãm quốc tế Nga. Ông Putin nói, giải Gaza và Palestine đang xảy ra những điều khủng khiếp. Hàn Quốc lên kế hoạch cấm ăn thịt chó từ 2027. Xin kính chào quý vị đang theo dõi điểm tin trong ngày. Vừa rồi là sơ lược những tin tức nổi bật, sau đây là bản tin chi tiết. Giám đốc Bệnh viện An-Sifa, tất cả bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đều tử vong, tại khu phức hợp bệnh viện An ở giải Gaza, nơi bị quân đội Israel tấn công, tất cả bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đều chết, giám đốc cơ sở y tế Mohamed Abu Sanmiya cho biết. Sanmiya nói với anh Yajira, chúng tôi không còn không điện, không thức ăn, không nước. Chúng tôi đang từng phút bị mất mạng người. Chúng tôi đã mất 22 người chỉ trong một đêm và bệnh viện đã bị bao vây trong 3 ngày qua. Ông cho biết có 7.000 người trong bệnh viện và các bác sĩ vẫn đang cố gắng giúp đỡ bệnh nhân nhưng họ đã mất tất cả những người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đồng thời, theo Sanmiya, quân đội Israel từ chối cho người dân ra khỏi bệnh viện. Giám đốc nói: đây là một tội ác chiến tranh, một tội ác chiến tranh thực sự. Cân đau đầu của Ukraine khi chiến sự bế tắc. Chiến sự với Nga bế tắc và kéo dài đang đặt ra rủi ro nghiêm trọng với Ukraine khi họ không thể tự chủ nguồn cung đạn dược và vũ khí. Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine sở hữu dàn xe bọc thép hiện đại do phương Tây cung cấp và vốn được huấn luyện gắt gao với mục đích tiến hành cuộc phản công chấp nhoáng hồi mùa hè. Nhiều người kỳ vọng họ có thể xoay chiều cuộc chiến với Nga theo hướng có lợi cho Ukraine. Những ngày này, sau khi chỉ tiến được vài km trong vài tháng ở phía nam, lữ đoàn đang chiến đấu để chống lại cuộc tấn công của Nga vào một thành phố công nghiệp nhỏ ở miền đông Ukraine. Thật khó khăn. Lợi thế của đối phương là quân số đông, một người lính trong lữ đoàn cơ giới số 47 cho biết, họ kéo đến không ngừng nghỉ. Việc lữ đoàn phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ cho thấy chiến trường đã chuyển sang một giai đoạn mới, khi các chỉ huy hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng chiến dịch phản công không đạt được bước tiến như họ mong muốn. Giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có vẻ ngày càng trở nên khó khăn đối với Ukraine. Sau khi chống đỡ cuộc tấn công của Nga vào Kiev hồi đầu năm ngoái, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga ở phía đông bắc và phía nam đất nước chiếm lại một nửa lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát trong những tuần đầu xung đột bùng phát. Nhưng mặc dù phương Tây đã huấn luyện và cung cấp trang bị cho hàng chục nghìn quân Ukraine, chiến dịch phản công của họ trong năm nay đã không thể đạt được mục tiêu là chọc thủng phòng tuyến Nga và tiến tới bờ biển Ayo. Israel không kích hết Bolad Quân đội Israel điều tiêm kích tấn công một số mục tiêu Hezbollah tại miền nam Lebanon sau khi nhóm phóng rocket vào vị trí của họ. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 17 tháng 11 cáo buộc nhóm Hezbollah phóng một số rocket vào vị trí của họ tại khu vực biên giới phía Bắc. Pháo binh Israel sau đó bắn trả vào nơi khai hỏa số rocket nói trên. Tiêm kích Israel tấn công một số mục tiêu của tổ chức Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon. Trong số này có các cơ sở phục vụ hoạt động của nhóm kho vũ khí và một tòa nhà dùng cho mục đích quân sự, IDF thông báo. IDF sau đó cho biết một số quả đạn súng cối nã từ phía Lebanon vào các khu dân cư Adamit và làng Ả Rập An Arams ở miền bắc nước này. Các quả đạn rơi xuống khu vực trống trải, không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất. Hezbollah và các nhóm vũ trang ở miền nam Lebanon chưa bình luận hay nhận trách nhiệm về các vụ tập kích qua biên giới nói trên. Ông Putin ở giải Gaza và Palestine nói chung đang xảy ra những điều khủng khiếp. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những sự kiện diễn ra ở giải Gaza và Palestine nói chung là những điều khủng khiếp. Ông phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Sưu tầm, Bê Diễn đàn các nền văn hóa thống nhất. Bây giờ tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đặc điểm chính trị nào, những điều khủng khiếp đang xảy ra ở giải Gaza và Palestine. Tổng giám đốc Amita Mikhail Biodrovsky đã hỏi Tổng thống liệu Nga có sẵn sàng hỗ trợ khôi phục các di vật văn hóa cho các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là Palestine, giống như công việc ở Syria hay không. Ông Putin nói rằng hiện nay ở Palestine chắc chắn không có điều kiện để thực hiện công việc này. Nếu chúng ta nói về Palestine, về giải Gaza, làm sao có thể có công việc gì ở đó cơ chứ bây giờ tôi chắc chắn rằng không có điều kiện nào để làm việc ở đó. Ở Iraq còn có thể làm việc ở một số khu vực nhất định, Tổng thống Liên bang Nga lưu ý, nhỏ hơn sẹt, lớn hơn. Không phải tất cả các nước EU đều muốn thảo luận về việc Ukraine gia nhập khối, không phải tất cả các nước EU đều muốn thảo luận về việc Ukraine gia nhập khối, ở Observer đưa tin, dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu dấu tên. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor A. Bận nói rằng Ukraine về mọi mặt chưa sẵn sàng để bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU. Ông nói rằng bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU là việc không thể. Tất nhiên, Áo sẽ cản trở lời mời của Ukraine đến EU, nhưng nước này sẽ nấp sau Hungary. Bất chấp những lời hoa mỹ mới, trên thực tế, Pháp không muốn nhìn thấy Ukraine ở EU và Đức đang chơi một trò chơi không giấu giếm. Ứng phẩm dẫn lời nhà ngoại giao nói. Các nhà ngoại giao cấp cao của hơn 70 quốc gia thăm diễn đàn triển lãm quốc tế Nga ngày 15 tháng 11 theo sáng kiến của vụ lễ tân nhà nước Bộ Ngoại giao Nga. Với sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Liên bang Nga và ban tổ chức diễn đàn và triển lãm quốc tế Nga để diễn ra buổi giới thiệu cuộc triển lãm dành cho đoàn ngoại giao được công nhận ở Moscow sự kiện này có sự tham dự của các nhà ngoại giao cấp cao đến từ hơn 70 quốc gia. Các vị khách đã tham gia một chuyến tham quan quanh địa phận triển lãm thành tựu kinh tế quốc gia và các gian hàng chính của diễn đàn triển lãm. Làm quen với những thành tựu của Nga trên nhiều lĩnh vực, với văn hóa, phong tục, truyền thống của các dân tộc Nga cũng như những dự án, kế hoạch trọng điểm trong tương lai. Nghị sĩ Pháp bị nghi chuốt thuốc đồng nghiệp để tấn công tình dục. Giới chức pháp bắt thượng nghị sĩ Gerio vì nghi ngờ ông chúc thuốc nữ đồng nghiệp với mục đích tấn công tình dục bà này. Các công tố viên pháp ngày 16 tháng 11 thông báo thượng nghị sĩ Joël Gerio bị bắt vì cho một người sử dụng chất có khả năng làm giảm năng lực phán đoán hay tự chủ của họ để thực hiện hành vi cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục. Một số nguồn tin cho biết nạn nhân là một nữ hạ nghị sĩ Pháp. Bà cho biết cảm thấy kỳ lạ sau khi dùng đồ uống tại nhà riêng của thượng nghị sĩ Gerio ngày 14 tháng 11. Các công tố viên cho biết ông Gério và nữ nghị sĩ này không có quan hệ tình cảm. Theo các điều tra viên, nữ hạ nghị sĩ nộp đơn tố cáo sau khi nhận kết quả xét nghiệm cho thấy có thuốc lắc trong cơ thể. Theo kênh RMC của Pháp, cảnh sát đã lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Gério. Các công tố viên cho biết tìm thấy thuốc lắc ở địa điểm này. Hàn Quốc lên kế hoạch cấm ăn thịt chó từ 2027 đảng cầm quyền Hàn Quốc tuyên bố sẽ thông qua dự luật cấm ăn thịt chó trong năm nay và dự kiến triển khai từ năm 2027. Đã đến lúc kết thúc những xung đột và tranh cãi trong xã hội liên quan việc ăn thịt chó bằng cách triển khai một dự luật đặc biệt, EU-EU y -EU đông. Quan chức phụ trách chính sách đảng quyền lực quốc dân cầm quyền, nói tại cuộc họp giữa các quan chức chính phủ và nhà hoạt động vì động vật hôm nay. Theo ông EU, chính phủ Hàn Quốc và BBB dự định đệ trình dự luật đặc biệt trong năm nay, kỳ vọng với sự ủng hộ từ các nghị sĩ nó sẽ được quốc hội thông qua. Dự luật hướng đến cấm giết mổ, phân phối và bán thịt chó, trấn áp những hoạt động này vào năm 2027, sau giai đoạn chuẩn bị kéo dài 3 năm. Trong 3 năm đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính để khuyến khích những người buôn bán thịt chó chuyển nghề hoặc đóng cửa, EU nói. Tuy nhiên, các biện pháp sẽ chỉ giới hạn với những người đăng ký và nộp kế hoạch thực hiện với chính quyền địa phương. Ngoài dự luật đặc biệt, BBB còn có kế hoạch điều chỉnh đạo luật chăn nuôi công nghiệp, đảm bảo chó không được phân loại là gia súc. Cuộc họp cũng đề cập các biện pháp để cải thiện hệ thống thú y của Hàn Quốc. Các nhóm hoạt động vì động vật hoang nghênh triển vọng về lệnh cấm. Một giấc mơ trở thành hiện thực cho tất cả chúng tôi, những người đã nỗ lực vận động để chấm dứt sự tàn ác này, nhóm Human Society International cho biết. Thái Lan tính thắt chặt quản lý cần sa. Chính phủ mới của Thái Lan tìm cách thắt chặt kiểm soát ngành công nghiệp cần sa với việc sửa đổi dự luật để ngăn lạm dụng loại chất này. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan cho nạn Sri Kayu ngày 15 tháng 11 thông báo dự luật quản lý cần sa vốn không được Quốc hội thông qua hồi tháng 5 đang được viết lại. Do những lo ngại về việc lạm dụng dẫn đến gây nghiện. Giữa lợi ích kinh tế và sức khỏe chúng tôi đặt sức khỏe lên trước, Bộ trưởng cho nạn nói. Sửa đổi sẽ bao gồm các biện pháp thắt chặt lỗ hổng pháp lý cho phép sử dụng cần sa để giải trí, đồng thời bổ sung quy định canh tác, cũng như khung phạt hình sự nhưng bộ trưởng cho nạn không cho biết liệu dự luật có cấm sử dụng cần sa vì mục đích giải trí hay không. Dự luật sẽ được xem xét nhiều lần và chính quyền sẽ nhận phản hồi của các bên liên quan trước khi hoàn thiện văn bản vào tháng 12. Ở ý đánh giá gây gắt về tham vọng của bà Von der Leyen, xung đột ở Trung Đông đã chấm dứt ý tưởng của người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen về một châu Âu địa chính trị. Đây là nhận định trong một bài viết trên báo Mỹ Politico của bà Natalie Toxie. Giám đốc Trung tâm Phân tích XT Tiêu tố cựu cố vấn của Cao ủy về Chính sách Đối ngoại và An ninh EU Joseph Borrell. Cách tiếp cận của châu Âu với Ukraine đã tạo ra các tiền đề để thấy châu Âu có ý nghĩa địa chính trị như thế nào. Tình hình Trung Đông cho thấy rằng nó, vai trò địa chính trị của châu Âu, đã kết thúc, nhà phân tích nhận định. Chương trình game show thử thách vận may trúng lớn trong giờ sâu, khi gọi vào hotline 7148686868 quý khách hàng sẽ có cơ hội lựa chọn và trả lời một trong những thử thách có cấp độ gồm dễ, dễ sai, vừa vừa dễ vừa khó, khó khó mà trật. Tương ứng sẽ có những phần quà giá trị ứng với những cấp độ câu hỏi. Xin cảm ơn quý vị. Đừng quên nhấn vào nút subscribe kênh để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.